Hello Mê không? Khỏe không? Nghe nói mùa này ở Hàn Quốc đang có tuyết á. Để tôi dẫn Mông đi coi nhé. Xuống sân bay quốc tế Incheon. Bây giờ khoảng 8:45 và nhiệt độ bên ngoài đang là âm 8 độ C. Lạnh lắm. Hello mọi người, thì theo như tiêu đề của video, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan Hàn Quốc, thưởng thức những món ngon ở đây và đặc biệt là đi ngắm tuyết rồi nhé. Sau khi hạ cánh thì tụi mình nhanh chóng di chuyển vào khu vực làm thủ tục hải quan để nhập cảnh vào Hàn Quốc. Tổ bay của mình vừa mới nhập cảnh vào Hàn Quốc xong thì bây giờ sẽ đi ra xe buýt để về lại khách sạn nghỉ ngơi, sau đó sẽ đi tham quan Incheon. Sân bay quốc tế Incheon được mệnh danh là một trong những sân bay quốc tế đông đúc bậc nhất tại châu Á, nhưng chắc là do tụi mình hạ cánh sớm nên là sân bay lúc này có vẻ vẫn đang vắng người. Nhiệt độ ngoài trời lúc này đang rất là thấp, chỉ khoảng âm 10 độ C, thế nên là tụi mình đều bị sốc nhiệt khi vừa mới ra khỏi sân bay. Chiếc xe buýt màu cam này sẽ đưa tụi mình về khách sạn. Vì là khách sạn của tụi mình cũng khá là gần sân bay nên là quãng đường di chuyển cũng rất là gần. Hai bên đường cao tốc thì đều bị phủ kín bởi tuyết dày và bụi. Đau hết hai tay. Lạnh. Bây giờ đang âm hơn 50 độ. Mới về khách sạn, phòng của mình là 417. Đây sẽ là phòng nghỉ của tụi mình trong khoảng 25 giờ tới. Bên trong thì rất là đầy đủ tiện nghi và thoáng. Chính giữa phòng thì được treo một bức tranh trừ tượng khá là đẹp. Bây giờ thì mình sẽ nghỉ ngơi một chút, khoảng tầm 11, 12 giờ gì đó thì cả tổ tụi mình sẽ đi tham quan. Gặp mọi người sau nhé. Few hours later. Là gần 2 giờ, mình bây giờ sẽ ra ngoài ga tàu điện để bắt tàu đi vào thành phố Myeongdong để tham quan. Vì cũng khá là mệt nên là mình đã ngủ quên và mọi người đã đi trước mất rồi, nên bây giờ mình sẽ phải tự lên trung tâm Seoul một mình. Đây là ga tàu Incheon, cách chỗ khách sạn của mình ở tầm chắc tầm 5 phút. Ở Hàn Quốc thì mọi người sử dụng cái thẻ này để đi tàu. Hệ thống ga tàu điện ở Hàn Quốc rất là hiện đại và phức tạp. Nếu bạn nào có ý định tham quan bằng tàu điện thì nhớ nghiên cứu kỹ nhé, kẻo bị lạc. Ga xuống của mình sẽ là ga Seoul và sau khi xuống tàu thì mình sẽ phải di chuyển ra lối thoát số 11 để lên trung tâm thành phố. Đây là khu phố Myeongdong, một trong những khu phố mua sắm lớn bậc nhất tại Seoul. Lúc này thì nhiệt độ ngoài trời đang rất là lạnh nên mình tranh thủ tới điểm hẹn của tổ mình để gặp mặt.
giờ đi ăn xiên bẩn. Đồ ăn đường phố ở đây thì rất là đa dạng, từ những món ăn bình dân cho đến những món ăn nổi tiếng như chả cá mà ta thường hay thấy trong những bộ phim Hàn Quốc. Khoai tây chiên, chả cá bẩn. Cái này mình gọi là chả cá bẩn đúng không? Xiên bẩn. Ở Việt Nam người ta gọi cái này là khoai tây lốt xoáy. Cảm nhận của anh về cái lạnh này? Nó rất lạnh. Nó rất rất là lạnh. Cảm nhận của bạn? Không còn cảm nhận được gì cả. Sau khi ăn uống no say thì tụi mình tiếp tục di chuyển sang trung tâm mua sắm Lotte. Đây đã là lần thứ hai mình ghé trung tâm mua sắm này rồi, phải nói là nó rất là to và đẹp. Nếu các bạn biết tên gọi của loại trái cây này là gì, comment bên dưới cho mình biết nhé. Nếu có dịp ghé khu trung tâm mua sắm này thì mình khuyên các bạn nên mua loại bánh này nhé, chắc chắn các bạn sẽ không hối hận đâu. Tụi mình đang ở bên trong trung tâm thương mại Lotte mua sắm. Mình thì mới mua được mà. Tôi mới mua được cái bịt tai này mấy ông. Xịn chó. Đi được một lúc thì tụi mình cũng khá là mệt. Một phần là vì thiếu ngủ và nhiệt độ ngoài trời đang rất là lạnh, nên tụi mình sẽ di chuyển xuống ga tàu điện để về lại khu vực khách sạn. Lạnh xương. À chết quên. Bây giờ tụi tớ sẽ về đi ăn. Ăn cái gì hả anh? Ăn, gà. Ăn gà. Gà rán. Gà rán. Gà rán KFC. À không. Không, gà rán truyền thống của Hàn Quốc. Lúc đi ngang qua Lotte Mart thì tụi mình cũng ghé vào để mua một ít trái cây và nước uống cho sáng ngày mai, vì là trong khách sạn của tụi mình không có nước uống. Mình vừa mới mua đồ, ít đồ xong ở bên Lotte Mart. Và sau đó tụi mình đã ghé Daiso, một trong những thương hiệu bán lẻ lớn tại Hàn Quốc. Ở đây thì đa số là họ bán những mặt hàng đồ gia dụng, đồ làm bếp và cả văn phòng phẩm nữa. Giờ là lúc tụi mình di chuyển để đi ăn. Tổ bay của mình đã chọn được một tiệm gà rán rất là gần với khách sạn của tụi mình đang ở. Nghe nói là tiệm gà rán này rất là nổi tiếng với món gà rán truyền thống của Hàn Quốc. Good, huh? Food is good, huh? Very nice, right? Too spicy for you. Too spicy. Bây giờ sẽ về khách sạn để nghỉ. Sau đó sáng mai 8 giờ tụi mình sẽ bay về Việt Nam. Đúng rồi, đâu 11 giờ 45 tụi mình sẽ bay về Việt Nam. Hẹn các bạn ngày mai nhá. Bye bye. Qua một đêm thì tuyết rơi khá là dày, nên là quang cảnh sáng nay của khách sạn được bao phủ bởi rất nhiều lớp tuyết. Bây giờ đang là 8 giờ sáng thì mình đang chuẩn bị xuống dưới để ăn sáng, sau đó là sẽ lên sân bay và bay về lại thành phố Hà Nội. Chút nữa thì mình sẽ quay cho các bạn xem phía bên trong của sân bay Incheon có những cái gì. Khu vực ăn sáng thì được đặt nằm ở phía tây của sảnh khách sạn. Ở đây thì họ sẽ có những món phục vụ cho bữa sáng như thịt xông khói, bánh mì và cơm. Khách sạn này cũng là một trong những khách sạn mà được các hãng không khác như Vietnam Airlines, Vietjet đặt để cho tổ bay của họ nghỉ ngơi.
Trong lúc check out thì thật tình cờ mình đã gặp được hai người em rất là thân mà đã học chung với mình hồi còn học bên Mỹ. Bây giờ thì tụi mình đang chuẩn bị ra sân bay quốc tế Incheon để thực hiện chuyến bay về lại thủ đô Hà Nội. Vừa tới sân bay thì tụi mình nhanh chóng ra quầy đại diện để nhận tài liệu bay và di chuyển vào khu vực hải quan để xuất cảnh. Phía bên trong sân bay thì cũng khá là đông đúc, nhưng theo như mình thấy thì cũng chưa có nhiều cửa hàng miễn thuế được mở bán. Cửa ra tàu bay hôm nay của tụi mình sẽ là cửa số 47, và chiếc máy bay hôm nay tụi mình bay về là chiếc Airbus A321neo. Với điều kiện thời tiết khắc nghiệt cùng với tuyết rơi dày đặc như thế này thì đố các bạn biết phi công tụi mình cần phải làm bổ sung thêm những phương thức gì để có một chuyến bay an toàn, comment phía dưới cho mình biết nhé. Mình vừa mới xong thủ tục hải quan thì bây giờ sẽ về lại khách sạn. Bọn mình vừa mới về đến khách sạn thì bây giờ mình sẽ lên phòng nghỉ ngơi. Cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip khác.